Roman xin chào cả nhà một ngày mới tốt lành. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Washington Niềm Vui Cuộc Sống. Hàng năm vào giữa tháng 4 thì mình bắt đầu trồng cà chua. Hôm nay thì mình sẽ trồng 6 cây cà chua nha cả nhà. Trong 6 cây này thì mình có 5 loại cà chua nha cả nhà. Loại này thì giống cái trái cherry cho nên họ kêu là cherry tomato. Loại này có hình dáng giống trái nho cho nên họ kêu là grape tomato. Loại này là Julius Hybrid, là trái cà chua lớn dài nha cả nhà. Loại này có màu nâu tím, nó giống trái cherry nên họ kêu là chocolate cherry nha cả nhà. Loại này nó có màu vàng cam, nó giống trái lê cho nên họ kêu là yellow pear. Loại này cũng là tomato cherry, nhưng mà nó là chùm. Cũng như thường lệ, mình đã trộn sẵn 3 phần đất, 1 phần phân chuồng. Bây giờ mình sẽ tưới nước sơ qua từng thùng. Tiếp theo thì mình sẽ cho khoảng 2 muỗng cà phê phân xương xuống từng cái lỗ như vậy nha cả nhà. Mình sẽ trộn đều phân xương lên với đất nha cả nhà. Và bây giờ mình sẽ trồng cà chua xuống. Mình bóp nhẹ nhẹ như vậy để cho nó dễ lấy cái cây ra nha cả nhà. Rễ nó ra rất là nhiều nhưng mà mình không có cắt đi, mình cứ để như vậy mình trồng xuống thôi. Bởi vì mình cắt đi nó sẽ ảnh hưởng tới cái cây, nó không có mọc được nha cả nhà. Sau khi trồng thì mình sẽ tưới nước lại một lần nữa nha cả nhà. Và bây giờ tới giữa tháng 8 đó, thì đó mình có trái rồi nè, nhiều lắm cả nhà ơi. Đã có thu hoạch được rồi đấy. Mình cho cả nhà coi trước khi mình thu hoạch nha cả nhà. Đi một vòng nha. Rồi bây giờ thì chúng ta đi thu hoạch thôi cả nhà ơi. Nhiều trái lắm luôn cả nhà ơi. Nè cả nhà mà coi, nó chín mà nó tới nó nứt ra luôn á. Mình không có thời gian để thu hoạch á, bận rộn quá đó. Đây mình thu hoạch được cái loại màu đỏ, loại trái cherry tomato ha. Giờ tới màu vàng cam nha cả nhà. Năm ngoái thì mình trồng cà chua lớn nhiều, ăn không có hết đem cho. Cho nên năm nay
Mình trồng cà chua nhỏ như vậy để ăn chơi, ăn giống như xà lách thôi. Đây mình đã hái được hai loại rồi nha cả nhà. Cái loại màu cam này á, thì đáng lẽ nó vàng như vậy nè, đó là yellow pear, nhưng mà không biết sao nó ra trái tròn, chắc có lẽ người ta đưa lộn giống cho mình nè. Giờ mình hái tới loại nhỏ dài nha cả nhà, nó kêu là grape tomato. Ngon quá, mình ăn thử trái nha. Ngọt lắm cả nhà ơi. Mình đang ăn thử cái loại cherry tomato tròn đỏ đó, ngọt lắm luôn cả nhà. Giờ mình ăn thử màu cam. Màu cam á, thì nó chua chua ngọt ngọt cả nhà. Nhưng mà chua chua ngọt ngọt thì lại ngon. Mình thích như vậy. Cà chua này á, thì nó không có sâu nha cả nhà, nên mới dám ăn. Chứ thường thường á, là lê hay là táo á, nó có sâu nhiều lắm, không có dám ăn liền tại chỗ như vậy đâu nha cả nhà. Ở đây mình có loại trái lớn để nấu canh, nhưng mà nó còn xanh lắm, hôm nay chưa có thu hoạch được, cho cả nhà coi thôi. Đây cả nhà ơi, mình đã hái được 3 loại rồi nè cả nhà. Bây giờ mình ăn thử cái loại trái dài coi nó làm sao ha cả nhà ha. Nó cũng ngọt giống cái trái tròn đỏ đó nha cả nhà. Bây giờ mình hái tiếp loại màu nâu tím nha cả nhà. Là cái loại mà chocolate cherry đó. Bữa nay cái giọng nó bị cảm cho nên nó nói nó hơi lạ lạ nha cả nhà. Rồi đây cả nhà ơi, mình được 4 loại rồi nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ ăn thử loại màu tím này coi sao nha. Cái này á, thì nó giống loại màu cam này, nó chua chua ngọt ngọt, ăn cũng ngon lắm nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, giờ mình sẽ đem vô nhà làm gỏi. Mời cả nhà cùng vô trong làm gỏi với mình nha. Rồi ở đây mình có sẵn đu đủ bào sợi nè, rau húng quế sắc nhỏ nè, rồi cà chua mình đã rửa sạch sắc làm hai, và có tôm tươi mình cũng đã lột vỏ sẵn. Ở đây á, thì mình có một cái chai xốt, cái này các bạn cũng có thể tự làm được. Thành phần chính của nó là như là mắm tôm với nước mắm chanh tỏi ớt, giống như mình làm mắm tôm chanh tỏi ớt mình làm mình ăn bún vậy đó cả nhà. Đó thì cái này mình thấy nó có sẵn thì mình muốn thử coi nó như thế nào á. Đó mình sẽ làm cái món gỏi đu đủ của Lào ha. Thì mình sẽ lắc đều cái chai này lên và mình sẽ trộn vô cái phần gỏi tôm này với húng quế này ha. Bạn muốn ăn nhiều thì bạn đổ nhiều, ăn ít thì mình bỏ vừa tới cái sốt nó thôi, đừng có đổ nhiều quá. Sau đó thì mình trang trí lên cho nó đẹp mắt vậy nè. Như vậy là mình đã có một món gỏi rất ngon rồi cả nhà, sử dụng cà chua nhà trồng. Ngoài tôm tươi thì bạn cũng có thể sử dụng cuốc, tức là cái con tép nhỏ đó, sấy khô như vậy nè, trộn vô cũng ngon, tùy theo sở thích của bạn. Bạn thích ăn tôm tươi, ruốc hay là thịt heo luộc cũng được, làm món gỏi này ha. Chúc các bạn thành công. Mình xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương ủng hộ kênh của mình. Mình xin chào tạm biệt cả nhà ở đây và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.